Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Võ Hoài Nam, tôi sẵn sàng làm thằng điên chỉ để con vui. Theo nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam, các con còn kiệm lời nhận xét về vai ông sinh trong hương vị tình thân của bố nhưng anh đã nhìn thấy con khóc khi xem cảnh diễn cảm động. Một đúc ăn ngay của mình gây bão mạng và thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả sau những phân cảnh xúc động trong phim Hương vị tình thân nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam trở thành khách mời tiếp theo của cuộc hẹn cuối tuần. Xoay quanh từ khóa bố sinh, chương trình khai thác nhiều câu chuyện thú vị về sự trở lại sau một thời gian dài vắng bóng của anh Chiến trong series Cảnh sát hình sự đình đám một thời. Sau 16 năm mới quay trở lại đóng phim truyền hình, nghệ sĩ ưu tú Võ Hoài Nam chia sẻ anh phải mất một tháng để hòa nhập được với cách làm phim mới bởi công nghệ làm phim giờ đã khác. Không khí làm phim bây giờ khác hoàn toàn, trước kia đạo diễn phải lo cơm áo gạo tiền, phải lo bối cảnh, đủ thứ, giờ mỗi khâu đều có người phụ trách rất chuyên nghiệp. Trước chỉ có một máy quay, một cảnh quay phải diễn đi diễn lại, quay góc cận, góc nghiêng, thậm chí một cảnh quay mất nửa ngày trời. Giờ thì 3 đến 4 cái, cả flycam, hệ thống ánh sáng cũng khác hoàn toàn ngày xưa. Sau 16 năm trở lại đóng phim truyền hình, tôi cảm thấy bỡ ngỡ, mất gần tháng trời để làm quen với cách làm việc. Võ Hoài Nam chia sẻ anh chia sẻ thêm về những khó khăn khi trở lại đóng phim, tuổi tôi cũng khá lớn rồi. Ngày trẻ, lúc mình đang dồi dào năng lượng thì khác, giờ chỉ được từ sáng đến trưa thôi, đến chiều là, tuổi trẻ hầu như không khóc. Giờ lên truyền hình thấy khóc liên tục, để lấy cảm xúc, tôi nói với đạo diễn cố gắng những cảnh cận chỉ quay một lần thôi, chứ quay đến lần sau là diễn không tới. Nam nghệ sĩ khẳng định, cách đây 16 năm hay 20 năm và cho đến bây giờ anh tâm niệm làm phim để được chui vào nỗi nhớ của khán giả, Võ Hoài Nam cho biết. Trước đây anh không quan tâm nhiều tới ý kiến khen chê của khán giả. Nhưng giờ không quan tâm không được vì nhà có bốn đứa con thì ba đứa đọc được bình luận của cư dân mạng về vai diễn của bố. Phim chiếu xong, các con mở mạng ra đọc bình luận rồi bảo, ba hơi thế này, ba hơi thế kia, không muốn nghe cũng phải nghe thôi, anh nói, nam diễn viên cũng tâm sự. Nhân vật thế nào là do yêu cầu của kịch bản, các mối quan hệ thế nào thì diễn viên không thể làm khác. Nhưng mà khán giả cứ mang vai diễn ra chỉ chiết vào người diễn viên ngoài đời, nếu không bản lĩnh, mình sẽ không chịu được như ngày xưa chúng tôi làm phim có những vai bị ghét đi chợ người ta còn không bán cho nhưng giờ khán giả ghét thì chỉ bình luận trên mạng tập này ghét tập sau lại khen ngay theo võ hoài nam các con còn kiệm lời nhận xét về vai ông sinh trong hương vị tình thân của bố nhưng anh đã nhìn thấy con khóc khi xem cảnh diễn cảm động một đuốc ăn ngay của bố anh thừa nhận sức ép lớn nhất của mình là làm tấm gương cho bốn đứa con giúp các con thành người thành nghề trên phim ông sinh thương con thế nào thì ngoài đời võ hoài nam cũng thương con nhiều như thế rất nhiều người thể hiện sự tiếc nuối về quãng thời gian rời xa phim ảnh của nam diễn viên nhưng bản thân anh luôn khẳng định bản thân không cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình. Tôi đã bỏ ra 16 năm để dồn tâm sức cho gia đình, ở bên các con từ lúc đỏ hòn cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy các con đi học về, cất lời chào. Đó là niềm tự hào của tôi, vì mình đã không vì đam mê của mình mà bỏ rơi gia đình. Nếu anh không trọn vẹn với cuộc sống ngoài đời thì anh không thể đưa tâm trạng của mình vào phim để có thể thuyết phục khán giả dù ở cái tuổi u sáu không nhưng võ hoài nam cho biết anh không khó khăn để hòa nhập với các con vào mỗi bữa ăn hay đưa con đi học đón con về bố con trò chuyện hòa nhập hoặc khi đi đâu về thấy các con bật nhạc tưng bừng thì mình cùng nghe tôi sẵn sàng làm thằng điên thằng khờ khạo nhảy hip hop khi con yêu cầu chỉ để các con được vui ở nhà tôi cũng hay tếu táo dạy nhảy cho các con ông sinh của hương vị tình thân tiết lộ Trước đó, chia sẻ về việc lấy cảm xúc vào vai người cha trong bộ phim Hương vị tình thân, Võ Hoài Nam tâm sự, trong phim này, tôi vào vai người cha đi tìm con gái. Tôi yêu các con của tôi nên chỉ cần nhìn Nam, Phương Anh thủ vai rồi tưởng tượng đến đứa con của mình, nghĩ đến việc sau này chúng lớn khôn. Có gia đình riêng rồi rời khỏi vòng tay của mình là bao nhiêu cảm xúc tự nhiên ở đâu cứ thế hùa về. Nam diễn viên nổi tiếng với phim Vua Bãi Giác cũng có những nguyên tắc riêng dạy con, chúng tôi có một con trai, ba con gái. Cô con gái thứ hai gần gũi với bố nhất, đang học nhạc viện Hà Nội, khoa đàn tranh, con gái thứ ba lên lớp 9, cô út năm nay lên lớp 4. Nhiều gia đình thường ưu ái con gái hơn con trai, nâng niu đứa bé hơn đứa lớn, tôi và vợ không làm theo cách đó, bốn đứa trẻ sống chung một nhà không tránh khỏi cãi vã. Chúng tôi đối xử công bằng với tất cả, luôn tìm hiểu rõ nguyên nhân trước khi phân xử hay trách phạt các con, tôi rất sợ trở thành một người cha không công bằng, Hà Thanh.